Hôm nay mình sẽ làm trà chanh tại nhà nhá, nó rất là mát và tốt cho sức khỏe. Các bạn dùng cho mình túi lọc trà như này hoặc là trà thông thường, trà mà bố mẹ các ông các bà hay uống ấy. Các bạn cho nước đun sôi vào, các bạn hãm chè khoảng 3 phút. Các bạn có thể cho đường vào cùng với trà luôn để cho đường nó tan ấy. Tùy theo các bạn ăn ngọt đến đâu mà các bạn cho nhé. Khóa luôn tan đường với trà như này. Cách làm này nó rất là nhanh và đơn giản. Sau thì mình sẽ bỏ cái túi lọc trà này ra. Sau 3 phút thì các bạn bỏ cái túi lọc trà này ra cho mình nhé. Tiếp đến các bạn vắt cho mình lấy nước cốt nửa quả chanh cho vào cái cốc. Đổ cái nước trà nó đã nguội rồi, đổ vào. Bạn cho mình thêm đá vào. Thêm lá chanh vào. Mình đã có cái phần trà chanh tự pha tại nhà, thưởng thức vào trong mùa hè. Rất là tốt cho sức khỏe mà lại mát giải nhiệt, không cần phải ra ngoài hàng. Cho cái ống hút vào, chúng ta hút là chúng ta có một cốc trà chanh thôi. Trà tắc thì các bạn làm tương tự nhé.